Tao hỏi mẹ mà. Nhất đi đâu rồi rủi ba nè. Đây, ta thâu ba ba cha con mình nè. Ba. Ba người mình nè, ba nè, con nè, mẹ nè, thấy không? Cha con. Được không? Cha con. Bố con mình ha. Ba vợ chồng mình nè. Ba vợ chồng con cái, ba gia đình mình nè. Anh người trong gia đình mình nè. Con gái bố coi phim nè, con cái mi ba đi. Con mi ba cá nè. Mi cá đi nè, nam á cá nè. Hello. Em coi phim có vậy? Em mê coi coi phim hoạt hình có vậy? Mi cá cái này. Mi cá coi. Chụp cá nè. À. Hay hai con nè. Anh chụp đi. Chụp. À, giỏi chưa? Chụp một cái. À, sướng quá. Nè. Chụp một cái. Chụp một cái. Bảo nó giỏi quá. Vậy là thông minh quá à. Con thổi hả? Chụp một cái. Ngay đây đã có. Vậy là mì bà, mì gió và đã có. Chụp một cách để đó hay. Mẹ làm cho con đi. Mẹ thổi chứ, mẹ phải thổi kìa. Chụp cả bỏ lên má không thôi. Bỏ cái nào? Chụp à, bỏ đó ha. Ok thôi, bây giờ ba với mẹ thổi cũng muốn nè. Chụp chụp hai cái đi. Ờ, coi đó đi. Đây là xinh nhất nhà. Đây là giờ có cái bossy dậm chân nữa hả? Ai phải nghe hết ha. Phải không con? Dậm chân một cái là con là sếp đó ha. Bellamy đã quá bà con ơi, bà con ơi. Bellamy phải đã quá. Ấy da 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 da. It's hot here. So we lie in the air conditioning room. Bella. Bella, con là số mấy của ba? You are number one của ba, phải không? Con là số 1 luôn. Wow, con là number one luôn hả? Bella, mẹ là number one của ba đó nha. Bella là number two được không? Bella, số 2 của ba được không? Bella ơi. Được không? Mẹ là số 1 của ba, con là số 2 của ba, được không? Ta đồng ý không? À, chịu không? Hết rồi kìa, hết rồi. Bấm đài hát coi. Ôi dồi, ai đạp lên cổ, lên đầu tôi nè.